phố Hà Nội tấp nập, đông đúc trở lại khi được nới lỏng đợt 2. Người dân đi làm từ 6 giờ sáng để tránh tắc đường. Ghi nhận của phóng viên tại nhiều tuyến đường như ngã tư Sở, Phùng Hưng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Chí Thanh. Dù mới chỉ 6 giờ sáng nhưng lượng người và phương tiện lưu thông trên đường đông gấp 2 đến 3 lần so với trước. Nhiều người Hà Nội không quá bất ngờ. Các công ty đã đi làm trở lại nên đường phố Hà Nội lại quay về nhịp sống cũ với món điểm tâm tắc đường. Chúng tôi đi làm sớm để tránh tình trạng này. Trước đó vào ngày 21 tháng 9, thành phố Hà Nội đã ra quyết định nới lỏng giãn cách đợt 2. Tất cả người dân ra ngoài không cần giấy đi đường, nhiều hoạt động kinh doanh được mở trở lại. Người dân là công nhân, lao động tự do hay sinh viên làm thêm ở các tỉnh đã bắt đầu quay trở lại thủ đô sau gần 2 tháng giãn cách để đi làm, khiến Hà Nội đông vui, náo nhiệt. Tuy nhiên, người dân vẫn phải luôn chủ động nêu cao cảnh giác để phòng chống dịch bệnh.